Uh, dạ vâng, xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Uh, tiếp tục lại lên uh, giới thiệu đến cho anh em tham khảo những khẩu uh, súng hơi, súng nén khí mà anh em đã tin tưởng và hàng bên shop nhận khoản thức đó là lắp ráp, gửi xe nguyên cây. Thì uh, hàng ngày uh, sẽ ra video giới thiệu về cho anh em những sản phẩm và trả hàng cho anh em ở trên kênh. Đấy, nên anh em nào có nhu cầu mua bán thì cứ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên, theo dõi những video em đăng tải trên kênh mỗi ngày các bác nhé ngày nào cũng ra video để trả hàng cho anh em những sản phẩm đây thì ngày hôm nay có trả hàng đến ba bác khách đã tin tưởng và hàng bên shop đây thì đầu tiên cũng cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ba vị khách ngày hôm nay đã đặt niềm tin cho bên em để em có thể lắp ráp hoàn thiện lên cho anh em ba cái củi phải đi săn các bác nhé thì đầu tiên sẽ là mã A68 là 6 triệu 900 thì cây này trả hàng anh khách người Khánh Hòa này Đấy, nhận hàng trên tuyến đường quốc lộ 1A mà A69 là 10 triệu 500 trả hàng anh khách người tiền Giang. Đấy. Thì cái này anh khách người tiền Giang có yêu cầu được gửi về huyện thì có hỗ trợ là 600.000đ thì cứ xe. A70 là 9 triệu 900.000đ thì là một khẩu FXQ3 lỗ hàng quy Tactico. Cái này thì uh, trả hàng anh khách người Hải Phòng nhé Đấy. Anh khách người Hải Phòng đặt khẩu FXQ Tactico bản mới nhất chuẩn chỉ 2023 đây. Đấy. Thì ba uh, cây này em đã lắp ráp hoàn thiện lên và có bơm hơi test chuẩn chỉ ok rồi sau khi làm một video giới thiệu đến cho anh em và các bác cùng tham khảo đăng tải trên kênh thì em sẽ đóng hàng gửi trả hàng đến từng anh khách từng bác khách một, các bác nhá đấy. thì anh em nào muốn xem được, được video này thì vào nhận hàng để lại là bình luận bên dưới xem bên em bên shop bán hàng uy tín có chất lượng không, rồi à, à, cho những em nào chưa tìm hiểu được shop bán hàng uy tín có thể là tham khảo và lựa chọn qua bên em, các bác nhá. bên em vẫn nhận lắp ráp củi lửa gửi xe nguyên cây cho anh em nào mà chưa biết cách lắp ráp. Còn anh em nào biết cái lắp ráp rồi thì có thể nhận qua hình thức đó là gửi ship phụ kiện COD về tự lắp ráp. Đấy, ưu tiên anh em nhận qua thức gửi xe cũng nhá. Gửi xe thì sẽ tặng kèm cho anh em đó là một kia mọi trì gồm ba hộp như thế này. Còn gửi COD nói luôn là tặng một hộp. Đấy, bởi vì anh em sẽ phải không không không, không uh, hỗ trợ thêm tiền cước xe. Đấy, anh em nhận xe này thì uh, sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước. Miền Bắc thì anh em hỗ trợ là 300, còn miền Nam thì anh em hỗ trợ là 500 cái tiền đấy thì anh em cũng lưu ý là cọc luôn tiền trách nhiệm nhận hàng để tránh tình trạng là khi hàng hóa đến nơi là anh em không bom hàng hoặc là những cái thành phần mà uh, uh, xấu, chưa bẩn ấy là cứ gọi điện đến uh, đặt hàng xong rồi hàng đến nơi không nhận đấy để tránh tình trạng đấy không nhá. Có anh em nào mà thật sự uh, muốn mua hàng thì cứ tìm hiểu và tham khảo đi. Hai số điện thoại liên lạc chính của bên em kia bán hàng trên kênh Vui rất chi nhiều năm rồi đấy chứ không phải bán hàng một hai ngày như những cái uh, đơn vị bán hàng uh, mới bán các nhá đấy nên anh em cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đấy về hình thức vận chuyển thì vẫn là lắp ráp test chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây nhận qua nhà xe em nhận là một gói còn nhận COD thì sẽ em chiêm 2 đến 3 đơn tùy khu vực đấy, anh em thích nhận qua hình thức nào thì bên em sẽ gửi qua hình thức đấy cho anh em có bán lẻ phụ kiện không nhá có bán lẻ van bình kính cơ, giảm cành đấy, anh em thích mua phụ kiện gì lẻ thì bên shop sẽ gửi cho anh em phụ kiện đấy lẻ đúng đấy tất cả những mặt hàng mà anh em mua bên em bên shop thì đều được bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một tuần kể cả anh em mua phụ kiện lẻ ví dụ như mua kính về trong vòng một tuần cảm thấy nó không ok không hợp với cái mắt mình thì đổi trả hay là mua nguyên cây về chơi không ok không ổn định đổi cây khác đấy bảo anh ơi cây là không ổn định trong một tuần đổi cây khác còn đã chơi trải nghiệm ví dụ như một tháng rồi thì anh em hỏng cái gì thì bên em sẽ sửa chữa cho anh em khắc phục cái đấy đấy còn trả thằng mẹ nào mà bảo hành cho anh em được một tháng hai tháng ba tháng sáu tháng cả đấy toàn những thành phần bảo hành hết Đấy, anh em cứ mua về đi xem một tháng sau xem nó bảo hành không Nắm thành phần còn gọi uh, điện thuê bao ấy Đấy rất nhiều anh em là mua củ của đơn vị khác Xong rồi uh, gửi về bên em uh, uh, sửa chữa rồi uh, căn chỉnh lại rồi đấy Các bác nhé Anh em cứ tìm hiểu tham khảo kỹ đi Đấy Thì uh, đây em sẽ đi rồi vào giới thiệu uh, cho anh em đầu tiên Sẽ là mã A68 là 6 triệu 9 Thì anh em sẽ được một cấu hình Ở đây thì uh, hiện tại số nắp đó là bình Thì uh, sẽ bình nhôm 0.42 Sơn lót trong ngoài cho anh em Bình nhôm đích tròn Đấy, anh em nào thích bình carbon thì uh, thêm giúp shop là một triệu đồng nữa là lên bình carbon van là van cờ đi kết bản chuẩn công ty ben đã qua xử lý và làm lại của bên shop nhé nói luôn về cái van này anh em mua van mới bây giờ hiện tại nếu mà mua van mới mà về mà không uh, độ lại không làm lại không thể nào mà chơi được vì cái lò xo so đĩa của nó rất chi mỏng và cái bom nhựa của nó rất chi mềm đấy anh em không độ lại những cái uh, cái đấy nhá thì không thể nào mà chơi được cái van đời mới bây giờ đấy ngày xưa thì không nói như bây giờ cái van này cực kỳ là thứ nhất là nó rẻ này thứ hai nó làm kém chất lượng rất nhiều nhiều nên phải làm lại độ lại không nhá đấy nhờ anh em cứ bảo là à, tại sao của em viên trúng viên trượt nhựa nó là do cái van đấy các nhá van hồi áp không đều đấy cô một khung cò ruột tay cầm gỗ khung thì sẽ sử dụng cho anh em là khung vuông tem em nào thích mà khung vuông xương cá thì báo bên shop số sẽ nắp khung vuông xương cá tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen này À, giảm âm thì sử dụng là giảm âm sumo định tâm điện khối. Cành thì sử dụng cho anh em đó là cành X98 8 khương, chuẩn chỉ loại 1 zin, bao bảo hành lỗi 1 đổi 1, 1, bao trụ một cự ly là 100 đến 150 m sân cỏ. Kính ngắn West Hunter, thông số là 4-16 x 44. Dòng này thì uh, của nó là 3 tâm cho anh em chơi nhé Đấy. FFP cho anh em. Đấy. Có chỉnh nét này, có cốc thông hóa này, chụp kính hai đầu cho anh em các bác. Đấy, kính này thì chơi nó uh, 3 tâm cực kỳ là sắc nét tâm của nó thì là chơi cực kìa sướng các bác nhé đấy dòng kính đời mới quét hunter đây 6 triệu 900 là một khẩu như thế này tặng kèm một kia em chi và tiếp theo nữa là mã A69 thì là 10 triệu 500 thì anh em sẽ là một cấu hình ở đây thì cấu hình đó là bình thì sẽ bình carbon 0.42 này đấy bình Panac bình đẹp này van cờ đi kết bản chuẩn công ty cũng đã qua xử lý và làm lại bên shop à, combo khung cò ruột tay cầm gỗ khung vuông tem tay cầm gỗ mun nuôi công cực kỳ đẹp nhá. Đấy em nói luôn là tay cầm gỗ này tay cầm gỗ cực kỳ đẹp cho anh em bác, em nhìn thấy chưa? Tay cực kỳ đẹp. À, giảm âm sumo định tâm liền khối. Cành là cành xm 88 8 chuẩn chỉ loại 1 zin. Bao bảo hành lỗi 1 đổi 1, bao trụ cự ly là 100 đến 150m cho anh em, thậm chí là xa hơn. kính ngắm web hunter thông số 6-24 nhân 50. Có con này thì uh, zero tốt cho anh em, đấy có chơi được zero tốt nhá đấy còn anh em nào biết cách chơi thì phải chơi còn anh em nào mà có biết cách chơi thì mình có thể lên mạng tìm hiểu anh em cũng không nói sâu qua về dòng cờ chơi kiểu cách chơi dây dàng tốt bởi vì mỗi người chơi một kiểu đấy uh, con này thì có bánh xe chỉnh nhét và có đèn hồng tâm cho anh em chơi đấy thông số là 6 trừ anh khách này yêu cầu lắp chân kính nhân khối có giò nước chỉnh cân bằng đây đấy em nào mà thích thì liên hệ cho shop 10 triệu 500 chưa gồm phí cước uh, và tiếp theo nữa là mã A70 thì nằm khẩu fxq 3 lỗ hàng Q Tactical cái này là 9 triệu 900 thì anh em sẽ sử dụng đó là kính thì à, kính ngắm mắc cô hàng SFP đấy con này thì à, có đèn hồng tâm cho anh em nó ngày đêm và có bánh xe chỉ nhét cho nhà bác đấy có đèn hồng tâm bằng ngày đêm này à, giảm âm sliper ôm cành cành thì à, sử dụng đó là cành XM8 8 khương chuẩn chỉ lại một zin đấy cành dài bản đủ hai bên bao à, bảo hành mỗi một đổi một cho anh em bình uh, nhôm đít tròn 0.42 em nào mà rất bình carbon thì thêm một triệu đồng van cờ kết và kèm theo đấy là quy thì đó là quy FX Tactical bản Qua đồ mới nhất 2023 cải tiến buồng hơi lớn thì anh em sẽ không phải sử dụng đó là khoang áp độ cho anh em đấy em sử dụng cái uh, dòng quy này thì sẽ không phải sử dụng khoang áp độ đúng nhá chỗ an toàn cò sụp và bán gấp rút cho cho anh em đấy anh em nào mà uh, thích đổ sang bình carbon thì báo bên shop shop sẽ lắp bình carbon thì anh em sẽ thêm tiền đấy uh, lắp bình carbon thì giá của nó sẽ là 10 triệu 900 và lắp bình uh, uh, bình nho tròn như anh khách đây thì là 9 triệu 900 các bác nhé thì ở đây là ba sản phẩm mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em bác chơi thì anh em và các bác có nhu cầu muốn mua sản phẩm nào muốn nắm nắp cho mình cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên shop qua hai số loại kia. rồi video ngắn ngày hôm nay em cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.